cái chết đâu chứ. Thôi đi, thôi nè, đây xuống đây, xuống đây, xuống đây. Giờ đi bắt bóng. Bây giờ đây mình thả đây, coi mình chạy đi. Không phải chạy đâu. Phải chạy đâu, giờ mình chụp lại đi. Đó, chạy đâu. Chạy cái bụng đụng đất luôn rồi. Thấy không, cứ không chơi ngồi đâu mò đâu trong đó. Tự chơi á. Để chơi đi. Chờ đi. Ba chị em nha cả nhà, bông xô xí sọn, bông với bọng miêu mụm mỉm. Vẻ đẹp ghê á, vẻ đẹp ghê luôn cả nhà. Nè, đúng là mèo ngoại khác cả nhà, nhìn nè, đẹp ghê không? Đó. Trời ơi. Đây là nhỏ mới ra thôi chứ lớn lên là đẹp nữa cả nhà. Nè, xô ơi. Nói chứ, Su là phải thương em nha. Đó. Đây. Nè, Su nè. Chạy đâu. Sao mày chạy dữ ta, nó ngồi yên. Sao nó ngồi yên ta? Hả? Nó ngồi yên như Su bông. Mày sao nó cứ chạy tùm lum la vậy đó. Nè, bây giờ mình em còn nhỏ mà. Giờ mình để im nè, ngồi im đó. Đó, nó không kịp ngồi im mà. Nó cũng mò đó, nó cũng mò ở đâu á. Ngồi im coi, mình làm bây giờ đó. bây giờ mình coi, ngồi im thôi. Có khi nào nó ngồi im nha. Đó, nó không chịu ngồi yên mà. Thằng rồi. Đi đâu vậy? Ngồi im đây. Nè, cả nhà thấy không? Su băng nó ngồi im nè. Con vật nhỏ nè, không chịu ngồi. Ngồi im như chị Su băng coi. Ngồi im đó. Đó, nó cũng không ngồi. Nó cũng đi vậy đó. Con này. Chứ rồi sợ rồi, hai cái lỗ tai mất luôn rồi. Ngồi im. Coi nè. Nó không chịu ngồi yên mà. Không cho mày đi đâu đó. Tao không xu. Em thấy lạ không xu. Sao nó lì quá ha, nó không chịu ngồi yên giống xu ha. Bông nó không lì quá ha, nó không chịu ngồi yên giống bông ha, bông ha. Nó đi đâu lung tung vậy, nó về. Nó về mà nó quậy quá hả. Thank you.
bước xuống. Bước xuống đó. Xuống cô lại, xuống lại quá. Meu.